Theo thống kê sơ bộ, cơn bão số 6 và hoàn lưu của nó đã khiến cho 17 người chết, 13 người mất tích. Nhiều vùng tại các tỉnh miền Trung, hàng vạn người dân phải sống trong cảnh ruộng vườn bị ngập trắng nước, nhiều nơi bị cô lập. Để góp phần khắc phục tình trạng khó khăn do mưa lũ gây ra ở miền Trung, báo Nông thôn Ngày nay, báo điện tử Dân Việt đã tổ chức kêu gọi quyên góp tinh thần lá lành đùm lá rách, tương thân tương ái, gửi những mặt hàng thiết yếu về với đồng bào tỉnh Quảng Trị. Sau một tuần tổ chức quyên góp, số tiền mà các nhà tài trợ gửi về đã lên đến 400 triệu đồng. Để chia sẻ những khó khăn và những cái thiệt hại của đồng bào miền Trung, thì chúng tôi cùng với các cái mạnh thường quân sẽ đưa 1.000 thùng mì tôm, hàng chục tấn gạo và tiền mặt là cũng khoảng 300-400 triệu sẽ đến tận tay, trao tận tay những cái hộ gia đình bị thiệt hại nặng. Chúng tôi cho rằng đây là những cái món quà động viên những cái người dân miền Trung vốn đã gặp rất là nhiều khó khăn trong cuộc sống thì nay lại gặp khó khăn về thiên tai. Thì những cái món quà này sẽ là những cái lời động viên để cho người dân miền Trung, người dân Quảng Bình, người dân Thừa Thiên Huế vượt qua những cái khó khăn. Ngay trong sáng nay, báo Nông thôn Ngày nay, báo điện tử Dân Việt đã chuyển 1.000 thùng mì tôm lên xe di chuyển vào Quảng Trị trong sáng ngày 15 tháng 10. Ngoài ra, các nhu yếu phẩm như mì tôm, nước, sau lũ, báo Nông thôn Ngày nay, báo điện tử Dân Việt còn triển khai chương trình tặng phân bón và cây giống cho bà con Quảng Trị.